Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của Tây Hành Kỳ phần 9 tập 24. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Xem ra là thật, không chỉ hữu dụng còn rất công hiệu. Sa Yêu hét lớn, không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tam Tạng nói, Sa Yêu bỏ cuộc đi, ngươi đã không còn cơ hội rồi. Sa Yêu nhảy tới Tam Tạng hét lớn, Đường Tam Tạng, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Đừng tưởng quyền pháp của ngươi ngăn được ta. Tam Tạng rất bình tĩnh nói, sai, cản ngươi không phải là ta. Nghe thế Sa Yêu bắt đầu sợ hãi, thì từ phía sau Ngộ Không đã lao tới túm cổ Sa Yêu. Ngộ Không nói, Sa Yêu, yêu thuật hay đấy, làm ta ngủ trong giây lát. Sa Yêu bị túm cổ, hắn nói, cả con khỉ cũng thức tỉnh, phép thuật không thôi miên được nó. Ngộ Không quẳng Sa Yêu ra xa, Sa Yêu nói, đúng là đã xem thường bọn ngươi, rồi nó tiếp đất. Ngộ Không nói, đúng là sơ sót, đã lọt bẫy của ngươi. Rồi nó rút kim cô bổng ra và nói tiếp, bây giờ để chúng ta chính thức so tài nào, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở đây. Rồi nó lao tới, Sa Yêu thì hét lớn, không thất bại, ta thất bại sẽ không thể thành người. Nó hút lấy thanh đao đón đỡ kim cô bổng của Ngộ Không. Về phía Tam Tạng, ông tiến tới nơi cất đồ lấy ra một quyển kinh. Ông nói, khi ngủ nghe được câu chuyện kỳ quái, cảm giác tình huống Sa Yêu này có chút đặc biệt, phải xử lý thế nào mới ổn thỏa nhất. May mà ta có mang theo sách tham khảo. Yêu quái và nhân loại sống chung nhiều năm, kinh nghiệm tiền nhân rất đáng để tham khảo. Ông lấy ra quyển Đại Đường Yêu Quái Tạp Kỳ. Tam Tạng quay sang nói, Ngộ Không, yêu quái giao cho con, ta đang bận. Ngộ Không đang chiến đấu với Sa Yêu, nó nói, không vấn đề, cho trẻ con thôi, xem ta giải quyết hắn đây. Về phía Tam Tạng, ông ngồi đọc kinh văn và nói, vạn vật hữu linh, tinh khí ngưng tụ mà thành yêu, trong yêu nghiệp chính là thứ gọi là chìm đắm trong tham dục, mãi mãi sẽ không được giải thoát. Nhưng dù là yêu loại ám hồn, chỉ cần quyết trừ ác niệm vẫn còn đường quay đầu. Tâm là mấu chốt của tất cả, phải có giác ngộ, chết rồi mới sống, tại sao? Về phía Ngộ Không, nó vung kim cô bổng đánh thẳng mặt Sa Yêu. Không dừng lại, nó vung gậy liên tiếp vào sườn, ngực Sa Yêu, khiến Sa Yêu bị đánh bay trong máu tươi. Nó bò và nói, không thua được, ta phải giao linh hồn vào tay chủ tử, ta phải thành người. Rồi Sa Yêu vùng dậy hét lớn, ta sẽ không thua. Ngay lúc này Tam Tạng xuất hiện trước mặt Sa Yêu và nói, ta nhìn ra rồi, tín niệm trong lòng ngươi mạnh như Tôn Ngộ Không cũng không cách nào hạ gục ngươi. Tín niệm ta cũng có, xem đây. Rồi ông vung một quyền vào bụng Sa Yêu khiến nó gục ngã hét lớn, đau chết ta mất. Đừng Tam Tạng, dù là giá nào ngươi cũng không cách nào làm ta khuất phục. Về phía Ngộ Không nó nghĩ, đấm của sư phụ đánh vào người Sa Yêu có vẻ như là không hiệu quả gì đặc biệt, thảo nào lúc đó ta lại đau thế. Đó là vì thứ mà hắn nói, tín niệm. Tam Tạng nói tiếp, người là người, yêu là yêu, ai đi đường đấy, chưa từng nghe nói yêu sẽ biến thành người. Ngươi đang theo đuổi điều hư vọng, đáng thương, ngươi đã bị lừa rồi. Nghe vậy Sa Yêu điên tiết, lao tới há miệng về phía Tam Tạng, nhưng nó bị một quyền của Tam Tạng đấm thẳng vào mặt, gần như vỡ vụn. Nó nhớ lại quá khứ, cô gái đang ngồi đó là Tiểu Nguyệt, lúc này Sa Yêu tiến tới, thấy thế Tiểu Nguyệt nói, ca ca là huynh sao, hôm nay đến muộn thế, làm muội hơi lo lắng. Sa Yêu ngồi cạnh Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nói tiếp, huynh có biết không, gần đây trị an không tốt, rất nhiều du khách đi qua sa mạc mất tích, khách nói bị yêu quái giết. Ha ha, đúng là mê tín đúng không? Họ thật là, chắc chắn là bị giặc cướp hại. Muội tuy không nhìn thấy nhưng hiểu chuyện hơn cả họ, đạo tặc còn đáng sợ hơn cả yêu quái, huynh nói có đúng không? Làm gì có nhiều yêu quái thế, may mà gần đây thường được gặp ca ca, cảm giác an toàn hơn nhiều. Quay lại với cuộc chiến, Sa Yêu đã bị một quyền đấm của Tam Tạng đấm bể nát. Sa Yêu nghĩ, muốn làm người, rất muốn làm người, không có hy vọng sao? Đúng là không cam tâm, chỉ còn tí nữa thôi. Rồi Sa Yêu tàn biến dần. Ngộ Không tiến tới Tam Tạng nói, lợi hại thật, sư phụ đã giết Sa Yêu. Tam Tạng nghe thế nói, Bát Giới và Bạch Long Mã không sao chứ? Ngộ Không cười nói, hai tên ngu vẫn còn đang ngủ. Tam Tạng thấy thế nói, Ngộ Không, còn là sư huynh nên chiếu cố người khác, không phải thấy gì lạ là đuổi theo. Các con bây giờ là một đội, đoàn đội phải tiếp ứng lẫn nhau, hiểu chưa? Ngay sau đám cát phía sau Tam Tạng xuất hiện một đôi tay, nó nhoi lên và nghe lén hai thầy trò. Cô ả nói, đây là Thạch Hầu Tử sao? Còn có tên nhân loại, rất đặc biệt, là loại hình mà ta rất thích. Ở phía âm giới vương đang đứng đó, hắn ta nói, ôi, đúng là làm ta thất vọng, xích diện quỷ, hảo bằng hữu của ta. Ba linh hồn đặc biệt đó ta đã chú ý rất lâu, hy vọng có được chúng, nhưng ngươi lại lỡ tay, còn làm cho bản thân ngươi phải xuống đây. Xích diện quỷ Sa Yêu đã chết, hắn được đưa tới âm giới, hắn nằm dưới đất và nói, chủ tử, xin cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ thành công.
Âm giới vương chỉ tay về xích diện quỷ và nói: "Ôi, bỏ đi! Rơi xuống âm giới con có thể tùy tiện trở về, vậy thế gian không phải đại loạn sao? Ngươi nghĩ xem cũng biết là không được, có đúng không? Đúng như ngươi nói, hy vọng biến thành nhân loại của ngươi, cho xin đi, nghe qua là biết hoang đường rồi. Ái chà, ta không nhịn được phải cười đau bụng đây này. Xích diện quỷ, ngươi đúng là quá ngây thơ, hay là đầu óc có vấn đề thế?" Nghe thế Xà Yêu nói: "Chủ tử, ông gạt ta, lời của Tương Tam Tạng là thật, ông đã gạt ta." Âm giới vương rút ra một sợi móc, hắn móc vào ngực Xà Yêu và nhấc lên. Hắn nói: "Ta nào chỉ gạt ngươi, ngươi đã đến âm giới, ta có thể làm bất cứ thứ gì với ngươi. Đây là quyền lực của âm giới vương ta. Để ta xem nào, ai chà, linh hồn của ngươi rất nhẹ." Không ổn lắm. Rồi hắn ném Xà Yêu vào một cái xe đẩy, hắn đẩy đi và nói: "Tội nghiệp sâu dày, đúng vậy, ai bảo ngươi đã làm bao việc xấu chứ?" Rồi hắn đẩy Xà Yêu đi vừa nói: "Ngươi phải đến một nơi rất đặc biệt, đó là người bạn, ta quyết định chính tay tiễn ngươi lên đường, ha ha." Quay lại với nhân gian thế, ba giới đang đào tìm kiếm mảnh vỡ của Xà Yêu. Sau một hồi tìm kiếm, nó tìm được một mảnh vỡ, nó giơ lên và hét lớn: "Con tìm được một mảnh rồi, sư phụ." Nó chạy tới gần Tam Tạng nói: "Ở đây có một mảnh, mảnh to đấy." Nghe thế Tam Tạng đang ghép các mảnh vỡ của Xà Yêu lại, ông nói: "Ba giới, làm tốt lắm. Ngộ Không, con tìm được bao nhiêu?" Ngộ Không tiến tới nói: "Hơn chục mảnh vụn." Tam Tạng nói: "Được cả đây, đặt chung với nhau, đây là mảnh vỡ mặt nạ Xà Yêu." Ba giới nói: "Sư phụ muốn làm gì thế?" Tam Tạng nói: "Ta cho rằng hắn duyên trần chưa hết, chúng ta ghép hắn lại, có lẽ hắn sẽ sống lại." Nghe thế Ba giới và Ngộ Không bất ngờ nói: "Hả? Sư phụ nói nghiêm túc đấy chứ, tại sao?" Tam Tạng nói: "Ta cảm nhận được nỗi khổ của hắn, không giả được, cố sức mà làm theo đi." Sau một hồi ghép các mảnh vỡ, Ngộ Không nói: "Ái chà, rắc rối chết được, mảnh này có vẻ ghép được với nhau." Bát giới cười nói: "Sư huynh xếp hình chậm thế." Tam Tạng nói: "Nhẫn nại thêm chút, ghép vào viên bên ngoài ấy, sẽ dễ hơn, sau này từ từ thành hình rồi, xem ra chơi cũng vui, ta lại ghép thêm một mảnh. Có lẽ trăm năm sau, người ta sẽ thích trò xếp hình này." Đến với âm giới, đó là một nơi ngụy dị, có rất nhiều quy tắc ở đó. Âm giới vương đưa Xà Yêu tới một nơi, đó là cây cầu lãng quên, hắn ta nói: "Đến rồi, cây cầu dài thông đến bờ bên kia. Các tử linh sau khi đi qua cây cầu dài này, các nghiệp đã làm lúc sống sẽ được rửa sạch, về đến thế giới khác với một hình thái khác. Nhưng không phải tử linh nào cũng đi được đến bờ bên kia. Tội nghiệp càng nặng, linh hồn quá nhẹ sẽ không đứng vững, rơi xuống dưới. Sau khi rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Bao năm qua ta thấy hùng tá chi linh rơi xuống, không ai lên lại được cây cầu." Xà Yêu được đẻ vào bên trong một cái thùng, xung quanh có rất nhiều những con rối chỉ đường. Nó nói: "Âm giới vương, ta sẽ quay lại tìm ông trả thù." Âm giới vương cười nói: "Tuy ngươi nói sao thì nói, bất cứ thứ gì rơi xuống vực sâu đều sẽ không còn xuất hiện trước mặt ta. Lão bằng hữu, ta sẽ nhớ đến ngươi, nhưng lão ta bất chợt không thấy Xà Yêu đâu nữa." Lão ta hét lớn: "Xích diện quỷ, ai đã trộm linh hồn của ta?"